vào cuộc gian nan để được đi và được nghe những bước xa thì hay ngửa mặt nhìn trời khi rét mưa đêm đêm ngủ vùi bờ chân ướt vai xưa. Tôi xin vào điều ngon không gái tơ làm tình quý vị và bạn thân mến, quý vị và bạn đang nghe chất âm của những chiếc cổ đẩy bãi mà sâu quá nhá, với mã K555 550. Dòng cổ đẩy này thì cửa hàng tiếp tục về hàng và để chia hàng cũng như là gửi hàng cho toàn thể các bác, bán gọi là giá gọi là sập sàn rồi, bán rất là rẻ cho nên các bác ủng hộ rất là nhiều. Thực tế là những chiếc cổ đẩy mà nó đẹp bên này chất âm hay, công suất là 500W một kênh quá nhá. Hiện tại các bác đang nghe chất âm Entech đây, đang đánh một cặp 40 và một cặp 30 quá nhá, hai cặp loa gia đình thì quá chơi hai cặp là thoải mái rồi. Này mà có con vang mà nữa thì các bác gọi là một dàn karaoke gọi là hết sức hợp lý. Thì ở đây thì em chỉ test được cho 3 bác khách thôi. Này, các bác khách hàng nhiều bác là cũng chưa đặt hàng, là chưa có video thì bác thông cảm, bởi vì là thật sự là những cái đơn hàng là cho các bác thì nhiều khi là cũng không thể test hết cho bác được. Ở đây thì test cho bác khách hàng về Hà Nội, bác Bùi Hữu Tị có địa chỉ số nhà 3-61 khu 2 thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội bác nhé. Giá 2,5 triệu năm em bao ship thì bác cọc 300.000 đó. Thế còn ở đây thì test cho bác khách hàng nữa, anh Lương Văn Tuyên có địa chỉ ở thôn 5 Động Quan, Lục Yên, Yên Bái bác nhé. Bác khách hàng này thì em không bắt bác cọc đâu. Đấy, bác có tuổi rồi, 2,5 triệu thôi. Đây một anh khách hàng nữa, anh Đinh Ký có địa chỉ ở số nhà 16 đường Nguyễn Thị Căn, phường Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thì bác ủng hộ thêm một con vang nữa, một con đẩy và con vang, tổng là 3,2 triệu. Thì những cái sản phẩm bên này thì các bác ủng hộ rất là nhanh, bởi vì giá thành em bán nó giá nó rất là rẻ mới nhá. Hơn nữa là chất âm hay và những dòng này máy rất lành, chất âm nó rất là hay. Đó, các bác nghe chất âm mộc, tiếng bass của nó rất là mềm mại đấy nhá. Tiếng bass mềm mại và xếp nó lên cao, nó lanh canh tí tách nhưng mà nó lại rất là mịn luôn. Và là cái giải trung của nó thì nó rất là mượt mà, nhịp nhàng nữa, giải trung, giải bass, giải xếp nó rất nhịp nhàng quá nhá. Cái thức đẩy thì đẹp, tha hay u. Đó. Thì nó một video để test cho bác khách hàng cũng như là quay chi tiết cho bác. Bởi vì hàng này thì độ mới của nó gọi là 90 hơn 90% rồi. Con nào thì con nào thôi. Đây là những số xe gì của bác khách hàng đây. Đó. Dòng này số xe gì của nó có còn mới tem. Bác nhìn những cái tụ tiếp này. Bằng đét. Tụ tiếp còn bằng đét, tụ 63V mới nhá. Đấy 10.000 mi, đấy 10.000 mi Parada. Dòng này nó phù áp bằng IRF, dòng IRF của Mỹ. Một cặp IRF này nó giá trị bằng rất là nhiều những cặp sò này mấy nhá. Đấy con sò là sử dụng con sò là JVK. Đó. Với mức công suất là 500W được 8V thì các bác có thể chơi được tốt hai cặp loa bass 30 rồi. Hiện tại đang test một cặp 40 cặp 30 cho các bác. Còn các bác chơi gia đình mà đánh một đôi 30 thì thoải mái. Các bác chơi thì chúng ta sẽ cho vang nó to lên thế này. Cho to con cục lên này, còn nó to nhỏ chúng ta sẽ to trên là vang thôi nhá. To nhỏ sẽ cho trên vang. Đó. Cho này thì tiếng mic nó sẽ thoát thôi nhá. Trên áp về trên áp bì. Đó. Thì cũng là một clip để test cho bác khách hàng video làm kỷ niệm. Thì cũng bên cạnh đó thì cũng quay lên kênh để các bác tham khảo với những dòng cổ đẩy bãi và giá thành cực kỳ tốt đó nhá. Giá rất tốt, giá em báo trong video rồi. Các bác đặt hàng thì các bác liên hệ cho cửa hàng, số máy cửa hàng là 0385 222 228 nhá, em xin hàng Đức Quốc. Clip em xin tạm dừng lại, xin chào các bác ạ.